vọng và sự đổi thay. Cứ mỗi dịp Giáng sinh về, người người nhà nhà để nức nô nức tất bật chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh thật ấm áp và an lành. Có mấy ai nhớ rằng mùa đông năm ấy, cách đây 2017 năm, một tin vui mừng lớn được nhân loại đã được trao ra cho nhân loại. Ngày một cái đồng sinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, người ta sẽ đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Chúa Trời ở cùng chúng ta. Bây giờ này chúng ta hãy cùng hòa lòng với các thiên binh thiên sứ hát lên khúc nhạc Noel, vì đêm nay Chúa chúng ta đã hạ sinh. Và thánh đồng tôn của Chúa liên tục con một và con ba được thánh ca vui mùa Giáng sinh. Chúng ta đọc đứng lên, chúng ta cùng tiếp tục tôn vinh Chúa, biệt thánh ca mùa ơn phước.